Ủa ra đâu chưa? Em ra cũng tầm 15 phút rồi. 15 phút rồi đó hả? Thiệt luôn hả? Ok. Ủa anh đến đây sao? lúc mình khởi hành thì như là 3:30. Chứ rồi ai nấy ghê á. Vâng để đi tồi 3:30 đến 5 giờ mới mới tới. Cũng trong buổi chiều nay, Đạt và Nhu có một cuộc hẹn. Còn nhớ hôm qua, Nhu đã nói. Người mà mình ấn tượng nhất trong ngày hôm nay thì mình vẫn là anh Đạt. Bởi vì anh có một cái tính khá là hài hước. Mình cảm nhận được ở anh là gần gũi, chân thật và anh cũng có để ý và quan tâm đến mình. Được tới rồi đây. Sau buổi cà phê sáng nay, Long và Ca sẽ nhận được giải thưởng vì đã chiến thắng cuộc thi slogan tối qua, là một bữa ăn trưa dành cho hai người. Còn hai bạn về ăn trưa vui vẻ, ngon lành nha. Nghe đồ, nghe mà nghiến răng rồi. Nghe ăn vui vẻ nha. Mình cũng lá chuối vậy nha. À, sao em không vô em mua lá chuối được cho anh đi? Vậy sớm nha. Hôm nay chúng tôi sẽ hẹn hò thật là vui. Hẹn hả? Hẹn chưa thôi nha, không có hò đâu nha. Long và Kaka là hai thành viên hoạt bát nhất ngôi nhà chung mùa 13. Và đây là lần đầu tiên họ có cuộc hẹn riêng với nhau. Xem ra cuộc hẹn này lành ít dữ nhiều. Trong khi đó, Đạt, Trâm và Nhu phải đi chợ chuẩn bị bữa ăn trưa. Long và Kaka sẽ được đến nhà hàng Suwon King's BBQ để thưởng thức một bữa ăn trưa thật thịnh soạn. Mười ca. Em hồi sáng đấy nè. Lúc mà anh kêu Long hôn cầm nhau á, xong rồi ngược lại á. Mới đầu á là em thấy anh Jun cực kỳ hào hứng luôn, muốn được ra cái luật đe á. Nhưng mà sau khi anh kêu hôn cầm là anh Jun mất hứng luôn rồi. Em rồi kiểu chết rồi, anh Jun em kiểu định ra hiệu cho anh Long đừng có làm như vậy, tổn thương lắm. Xong Trâm á thực tưởng là em thích Đông, xong rồi em không muốn là Đông làm như vậy với Nhu, nó lại chẻo ngoan đến mức vậy đó. Chung khi mà nói chuyện với Nhu á thì anh có những cái câu hỏi mang mục đích tìm hiểu nhiều hơn. Mà cái ánh mắt khi mà anh hỏi Nhu á là kiểu chiều mến anh, hiểu không? Em để ý điều đó, em rất để ý, em biết. Cho nên là em đã xác định ngay từ giây phút đó là anh Chung rất thích Nhu rồi. Xong mà hôm nay em có nhìn thấy ánh mắt chiều mến của anh đưa cho Trâm không? Hết rồi đúng không? Thế thì luôn á. Em có thể thấy rõ ràng là anh không còn nhìn Trâm chiều mến như mọi ngày nữa. Tự nhiên anh bỏ ngang giữa chừng vậy. Anh đang quan trọng là bây giờ anh đang rất là muốn tìm ra được bạn nữ mà gọi là anh dùng bằng chứng xác đáng nhất đó để xác định là bạn nữ đó là cặp đôi bí ẩn, khi đó anh mới tính tới sau. Anh không muốn kiểu mình dành hết tâm huyết cho một người đó cùng lộ ra bạn đó là cặp đôi bí ẩn. Anh sợ Trâm có đối biết không? Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Cho anh nè. Ờ, cảm ơn. Vietlife Residence có thiết kế mang đậm màu sắc dân gian Bắc Bộ. Mỗi phòng ở đây đều là một căn hộ nho nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Qua từng vật dụng nhỏ trang trí, ta có thể thấy chủ nhân đã dày công sưu tập để tạo nên một không gian pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, mang lại cho khách lưu trú nhiều suy niệm về cuộc sống. Khi các bạn còn lại đi chợ xong và về đến nhà chung, họ đã không còn muốn nấu ăn nữa rồi. Giờ đặt pizza đi mọi người. Em thấy sao? Mình nên đặt pizza đi mọi người. Giờ đặt pizza, ai cũng mệt hết rồi. Trong khi Nhu đang đặt pizza cho bữa trưa, thì Đạt và Trâm lại có những động thái rất lạ. Trâm kiếm cớ đi ra trước, rồi Đạt lặng lẽ lẻn ra sau.
anh đi ra chút để anh đợi pizza anh lấy. Sao mà em xin lỗi với theo anh với một cái gì đó khác đúng không? Ủa, em đặt được chưa? Em đặt rồi, người ta mới gọi xác nhận đơn đó. Thôi để anh đi ra anh đợi lấy luôn chứ. Ủa, tiếp pizza tới rồi sao? Thì lấy luôn. Em nằm cái gì? Nằm nè, cứ đây chỉ là thử thách thôi nha mọi người. Ủa chứ muốn gì? Hôm nay thì Trâm với anh Đạt có một cái thử thách, đó là anh Đạt sẽ cõng Trâm đi bộ 100 mét. Cũng may mắn là sau khi về đến nhà chung thì thay vì là mọi người nấu ăn á, thì lại nảy sinh cái định là sẽ đặt đồ ăn, thì lại có cái cớ là sẽ đi lên trên lấy đồ ăn của anh giao hàng. Cho nên là cũng dành nó được tầm 5 đến 10 phút để thực hiện thử thách. Quay thật lâu, quay đi. Như đây mà không được 50 mét nữa thôi chứ. Tới rồi, cố lên, để coi, cố lên. Trâm thì ở trên lưng mình cứ động viên, cố lên. Còn mình thì thật sự đi khoảng hơn 50 mét thôi, mình muốn bỏ Trâm xuống luôn rồi. Mà Trâm cứ động viên thì mình cứ cố gắng cộng về thôi. Nhưng mà nói về, có không có cảm giác gì mấy, thấy Trâm hơi nặng xíu. Ok. Hay quá, không ai biết gì hết nha mọi người, không ai biết gì luôn á. Em hay làm thường thật. Anh nói nghe mệt xíu rồi, chờ ông pizza tới ha. Em xuống trước nha. Xuống đi. Ủa, lên chuột rồi. Ủa, em đau chân luôn á. Anh không muốn ra về thì trắng. Nên anh đã quyết định rồi, anh phải làm cho tới. Những cái cảm tưởng cái mình kêu mình thích người vậy ta là tức là tới cuối chương trình này là anh chỉ muốn có một người yêu, chứ anh đâu có muốn có một người mình thực sự yêu. Nó phải đánh đổi mâu thuẫn như ta, tất nhiên mâu thuẫn như luôn á. Là sao anh muốn ra về để có người yêu? Yes, nhưng không phải là thực sự anh yêu. Anh chỉ đang muốn cố chứng tỏ là tới cuối chương trình này anh có được một tình yêu, chứ không phải là anh muốn vô chương trình này để anh hết mình yêu. Anh hiểu ý em rồi, tự nhiên đến cuối cùng trong không phải cặp đối với anh có hối hận không? Anh vô tình anh lừa dối cảm xúc ban đầu của anh hả? Tức là em đang ship anh với Trâm hả? Em không ship, em muốn anh phải thật lòng với mình. Em không cố gắng để ship ai hết, miễn là hai người đó có tình cảm với nhau thì cái điều đó là mọi người phải tôn trọng. Ý, Trâm gọi video. Nghe đi. Alo. Bật camera anh cậu ơi. Bật đi. Ok. Ủa chứ hai người đang làm gì mà không bật camera được mà bật đi với không bật đi. Hai. Ủa không bật lên ngại gì ở đây? Tự nhiên ngại nữa chứ, không hiểu. Sao? Sao chăng dễ là hỏi hai người tới đâu rồi? Hai người tới đâu rồi hả? Thì ăn ra rồi, uống rồi vui vẻ quá. Ừ, cũng ok. Có gì gói lại đem về ấy. Không được rồi, bây giờ không còn gì hết. Còn nhiều. Em thấy không còn. Thôi em nói chuyện đi. Có gì nói em nói đi. Giờ Trâm muốn ăn gì nè? Trời. Đã có mặt bên ngoài kìa. Ok. Để coi. Ngại ngùng nữa chứ. Trời đất ơi. Mua gì về cho người ta ăn đi chứ, bà đặt khẩu người ta thích gì nữa chứ. Em phải biết người ta thích gì chứ Long ơi. Ok, ghi nhận. Ok. Bye. Bye, Nhu. Ê, nói Nhu như... Gì vậy? Nhu bà đang cái gì? Cái anh tính nói là... Nói Nhu ăn từ từ rồi. Long thích em lắm á Nhu. Sao biết? Anh ngủ nó đêm đầu tiên, nó nói anh nghe hết rồi. Đêm đầu tiên anh nói gì vậy anh? Trời ơi, nói tới 2-3 giờ sáng luôn. Nói mà anh không hiểu, nhưng mà anh chỉ hiểu được có câu là nó nói là ô, xinh quá, từ trước giờ chưa gặp ai xinh vậy, kiểu vậy đó. Anh đang chuyển hướng quá Nhu à? Chuyển hướng quá Nhu hay không vậy thôi. Tại vì như Đạt nói á, Nhu á là một nghệ sĩ hài nên danh tiền mệnh. Nhu rất là mắc cười. Anh nói thật sự Nhu rất là mắc cười, mà tại quá là anh không có thể khai thác được hết Nhu rồi. Vậy bây giờ em muốn biết là anh có quyết tâm tìm người yêu chương trình?
Dạ em cũng muốn là nghe anh nói là anh cái mức độ mà thích của anh trong cái lớp hâu này hiện tại tới bây giờ là như nào. Ừ, anh nói đi. Cái người anh thích nhất trong lớp hâu hiện tại á nha, là em xong mới tới Trâm. Là em xong mới tới Trâm. Là thích về thích và thích đúng với nghĩa là thích luôn á. Em chưa tin. Ví dụ như lúc nãy em đơn giản là em đang đùa thôi. Ok, hôm nay mọi người ấy nha, tụi em sẽ hẹn hò với vẻ. Yeah. Đúng không? Cái gì? Hẹn. Hẹn hò. Mình đang hẹn thôi chứ mình không hò. Hẹn hả? Hẹn chưa thôi nha, không có hò thôi nha. Là như kiểu là vậy, cô đang nghĩ tôi muốn hẹn hò với cô hả? Cô nhầm rồi, cô đi ra đi. Giống như vậy á. Anh đang, em không tin. Anh giờ anh muốn đa nhân cách với em mà. Anh muốn cái gì anh nói. Được đi. Ngay từ ban đầu mình muốn cặp đôi mà mình thích có thể tới được với nhau là anh Long và bé Trâm. Nhưng mà sao vô tình anh Long lại nói ra là anh Long thích mình hơn bé Trâm rồi nè. Mình cảm thấy rất là bực mình. Điều đó không đúng. Nó sai hoàn toàn so với những gì mà mình thấy, những gì mà anh Long hành động. Thật sự thì mình ấn tượng cao nhất tại vì đó là lời nói thật. Nhưng mà những lúc thật thì thường thô thiển nên không có làm cho ca tin. Nhưng mà thật sự là ca là một người con gái rất là mạnh dạn. Ca không có sợ ngại gì hết. Ca sẵn sàng bung lộ tất cả mọi thứ, kiểu rất là mạnh mẽ. Mình không biết anh Long đang nghĩ gì. Anh Long muốn trêu đùa mình để xem mình phản ứng như thế nào. Nếu mà để thử mình xem là mình có thích anh Long hay không thì anh Long sai rồi. Mình thấy bực mình nhiều hơn. Cảm thấy rất bực mình. Em đang khẳng định anh thích Trâm đúng không? Đúng rồi. Ok. Em không có liên quan gì hết. Anh mới nhận được là anh thích Trâm. Nhưng ngay mà, từ đầu chương trình cho tới bây giờ. Nhưng mà rõ ràng là anh nói anh sẽ không bị rút lại, anh không được nói hai lời. Nam Nhi đại nam tử hán đại trượng phu, nói một là một, hai là hai. Anh đừng nói là anh tìm hiểu em hay gì hết á, không có một biểu hiện nào là của một người thích hết. Chứ sao? Anh không có một động thái nào tìm hiểu hết, anh hiểu không? Em có biết là anh đã phải vất vả lắm mới có được cái cuộc hẹn ngày hôm nay không? Em nói gì kỳ vậy? Vất vả? Đúng rồi. Là tối qua em và anh đã cố gắng mà. Đúng rồi. Em không biết sao nhưng anh đó cố gắng để có cuộc hẹn này á. Ủa vậy tức là cái cuộc hẹn này là anh sắp đặt hả? Gần như thế. Xé nát ai đó. Cọc gì vậy? Cọc gì vậy? Em có thể đi chậm chậm lại được không? Em mà đi chậm nữa là em giết anh đó. Anh không có làm gì em đâu. Đúng không? Thèm nóng quá. Giờ sao? Đừng có nhìn anh vào ánh mắt đó, anh sợ lắm. Ai chủ mày đây? Rồi lá chuối về cho cô đây. Đây, lá chuối đây. Không phải lá chuối, lấy lá mơ, lá thơm được không? Đúng rồi. Anh sẽ đút em trước miếng này nè. Này là gì vậy? Thịt hả? À, thịt nướng. Ok. Rồi để xuống đi lấy nước mắm cho. Ok. 30 giây. Lỡ hành lấy xe hành cho tới. Lấy xe hành cho tới luôn. Thể theo yêu cầu của Trâm, Long đã rất tận tâm xuống nhà bếp tìm cho đủ 4 loại nước chấm khác nhau để mang về phòng cho cô. Nếu mà được quy hẹp nước chấm. Quy hẹp nước chấm. Em có thể chấm bất cứ gì em muốn. Sao không? Xúc động rất nhiệt tình luôn. Xúc động
Thì không? Đó chỉ là một lời nói vu vơ. Thì không? Thì xúc động không? Vu vơ. Đó, vu vơ đúng không? Vu vơ, không ngờ có thiệt. Anh nghĩ lại ý thiệt á. Mà... Ui. Mà how do you feel? Mà như là đồ ăn thừa. Nhưng mà em cảm thấy cũng rất là ngon. Em như con gái rượu trong nhà này, ai dám cho em ăn đồ thừa đúng không? Cho em ăn đồ mới gọi là ưu tiên trước. Tụi anh chưa đụng đổ, tao đã chia ra rồi. Yeah. Cái mặt này, ủa gì kì vậy? Em nhìn mắt anh đi. Dạ, yeah, chứng tỏ không phải rồi. Em nhìn mắt anh đi, đáng tin không? Anh không có cười trong những tình huống như này nha. Anh đang không. Anh đang cười á. Anh đang cười luôn hả? Anh đang cười luôn á. Đúng, đâu có cười đâu ta. Nghiêm túc hả? Nghiêm túc nào? Vẫn cười. Anh vẫn cười nha. Cái nét của anh đang vẫn cười cười nha. Anh nghiêm túc em thôi nè. Cho em tin 100% là anh. Ừ, mọi người chuẩn bị mang này cho em đi. Ừ. Là khi mà món lên, đúng không? Anh đã chia sẵn một nửa ra rồi. Đúng không? Bây giờ anh rất là nghiêm túc nói chuyện với em luôn á, đúng không? Tin chưa? Tin chưa đúng không? Ánh mắt này không có dạy dối. 70%. Cửa sổ tâm hồn không biết dạy dối. Chắc tin đó, anh nhìn cái người đi chung với anh kìa. Không, ca thì ca đang trải qua những cái gọi là chết tinh thần ca. Sang chấn tâm lý. Sang chấn tâm lý rất là nặng, đúng không? Anh hiểu như là anh đi gieo rắc cái sự sang chấn đó cho tất cả mọi anh người trong nhà chung á. Anh nói rồi, anh là so be. Anh biết không? Anh là so be, một miếng thịt ngon sẽ rắc muối lên. Mệt. Anh dạ, chứ tại giờ tâm sự rất là nhiều. Anh đi về phòng. Ôi, em muốn nghỉ ngơi, anh đi về phòng. Em qua gọn ổ cửa bên kia được không? Anh thích thì em qua chứ giờ anh nghĩ là em sẽ không bị nặng hết đúng không, đúng không? Anh cứ em hiểu anh rồi. Mời thêm một người nữa đúng không? Ừ. Em sẽ gọi chị Như qua ăn chung với em. Tại vì hồi nãy mọi người ăn cũng nhiều quá. Ok ok. Rồi ok. Cho nên là ăn chung ok không? Ừ, ok ok. Rồi ok, anh sẽ đi gọi. Ok anh gọi đi. Ok ok. À, ồ, ông sợ mình không gọi hay sao? Ok gọi đi. Gọi đi. Phải làm như tin. Làm như tin mới được. Gõ cửa. Ok. Ở bên đó có gì vui? Mà nó rất cái nhiều cái vui luôn. Anh vẫn chưa yên tâm là em, tụi em sẽ cho Nhu ăn hả? Ồ, anh kiểu anh sợ em ăn hết phần rồi. Anh lên nghỉ ngơi đi, tụi em sẽ cho Nhu ăn mà. Anh đâu có như vậy, kiểu là anh chưa kịp chào tạm biệt nữa mà thôi, anh đi lên. Anh có tạm biệt không? Thì anh chào tạm biệt đi. Sayonara. Là gì vậy? Không ai hiểu hết trơn. Ờ. Chạy luôn rồi. Ấy là hai người đi ăn về, xin có mang quà cho mình. Cái người mà vấn đề ý nhất vẫn là Trâm thôi. Hồi nãy bạn bảo là bạn ấn tượng nhất là ca. Và bây giờ để ý nhất là Trâm. Ấn tượng là ca. Cái mức ấn tượng nhất là ca. Mà cái người mà thật sự mình để ý á, là mình cần tìm hiểu đó là Trâm. Tại vì mình chưa biết gì về Trâm hết. Giờ mình ăn hay là mình ngủ? Chị ăn đi, có muốn ăn không? Muốn ngủ. Ừ. Nhưng mà em không muốn là ổng thấy là đồ ăn vẫn còn ấy. Không lẽ ông vô mở tủ lạnh? Không, mình bưng xuống thì ổng sẽ thấy thôi. Chứ mất công. Dạ thôi, giờ về phòng nghỉ. Về phòng ngủ nha, ngủ nghỉ chút xíu. Em hai chiều gặp mọi người. Chiều nay, Long có một chuyến đi rất dài để đón một cô gái về nhà chung. Ủa, ra đâu chưa? Em ra cũng tầm 15 phút rồi. 15 phút rồi đó hả? Thiệt luôn hả? Ok ok. Ủa anh đến đây sao? lúc mình khởi hành này như là 3:30. Chứ rồi ai nãy ghê á. Vẫn để đi tồi 3:30 đến 5:00 mới tới. Cũng trong buổi chiều nay, Đạt và Nhu có một cuộc hẹn. Còn nhớ hôm qua, Nhu đã nói. Người mà mình ấn tượng nhất trong ngày hôm nay thì mình vẫn là anh Đạt. Bởi vì anh có một cái tính khá là hài hước. Mình cảm nhận được ở anh là gần gũi, chân thật. Và anh cũng có để ý và quan tâm đến mình. Được tới rồi đây. Wow, ly cà phê của anh to vậy. Xe vừa thôi. Xe lớn nó còn dữ nữa.
Anh hỏi thử nha. Cái mục đích mà mình chia tay là gì? Tại vì ở xa nhau. À. Xa. Phải anh có tin vào tình yêu xa không? Em nghĩ sao? Mình có nhiều cái hoài nghi khi mà yêu xa lắm. Cho nên em nghĩ là yêu xa sẽ không được bền. Người ta nói xa mặt cách lòng. Đúng rồi. Đó. Rất ít người có thể chịu được khi yêu xa. Ví dụ như tuần muốn đi đi xem phim hay đi đi ăn uống kia. Đúng rồi. Tự nhiên mình đi trên đường mình thấy người ta chở nhau đi ăn, đi uống, nói chuyện, đi xem phim thì mình cũng phải có suy nghĩ về cái người đó chứ. Nhưng mà mình với người đó lại không thực hiện được. Lòng với anh Jun sao? Long thì bé ca nhận xét anh Long là khiền khiền. Anh cũng thấy hơi khiền khiền. Nhưng mà Long bữa đó ngồi chơi trong phòng á, hai đứa chia sẻ rồi kia đó, thì nó nói nó thích bé Nhu. Nhưng mà không phải thích nữa mà nó nếu nói mà là anh nó nói thẳng ra như vậy thì ảnh mà biết thì ảnh có giận anh không? Không, cái này bình thường mà. Tại sao lại anh đi với em, hiểu không? Nói chung là nó nói gì nè, không phải nói thích không, nó không phải là nói thẳng là nó thích, mà nói là đại ơi sao tao thấy bé Nhu xinh quá thì chẳng hạn, kiểu nó cứ khen rồi cười lên, rồi nhìn muốn sao đó, rồi nhìn thấy tôi thở không nổi luôn. Nó kiểu dạng vậy. Một bạn nam mà mình cảm thấy là mình có thể tương tác nói chuyện thoải mái thì mình nghĩ đó là anh Đạt, bởi vì anh Đạt, cách của anh Đạt nói chuyện rất là mộc mạc, chân thật và gần gũi. Quê anh ở Đồng Nai đúng không? Đúng rồi, anh ở Bảo Hòa, Sinh Lộc, Đồng Nai. Nói chung là một cô nàng nào muốn về quê nuôi cá và trồng thêm rau thì anh đáp ứng được. Dư sức đáp ứng được. Mẹ em thấy là kiểu anh đang để ý Châm đúng không? Anh để ý Châm hả? Sao ai cũng nói vậy ta? Anh đâu có lộ liễu đến mức độ mà kiểu Châm anh thích em quá đâu này kia đâu ta. Chỉ là em quan sát thôi. Ok. Ủa gì vậy? Châm hả? Tôi đang về nè. À, tôi nói nghe nè, tí tí mà về gần nhà mình á, xong rồi chỗ cái mini spot á, bà mua giùm tôi cái cuộn chỉ đen được không? Kim với cuộn chỉ đen được không? Ok, được. Ok bạn. Anh nghĩ anh nợ con nữ hay là cậu đối biết không? Cái người anh nghi ngờ nhất là cái người mà em đã tính ship luôn á. Châm á hả? Yes. Thế nên là anh rất là sợ cái cảm giác mình trao đi cái cảm tình của mình rồi để lại mình nhận được cái gì. Đúng không? Cho nên là bây giờ anh bằng một cách nào đó anh phải khám phá ra được là Châm không phải là người như vậy. Thì anh mới cho, em nghĩ là cho dù là Châm có là cậu đối với ẩn, nhưng mà đó là cảm xúc của anh thì anh cứ hãy đến với cảm xúc của anh đi. Anh đừng có ngại ngùng điều gì cả. Em thấy là anh rất là có cảm xúc với Châm. Anh hãy thừa nhận với em đi. Đúng là đôi mắt thì không thể nào lừa dối được đúng không? Đúng. Ok. Cho dù là em ngồi gần anh đi chăng nữa thì anh thì em cũng cảm nhận được lúc mà anh nói chuyện, anh chỉ cần nói về Châm một cái thôi là cái mắt của anh nó sẽ khác liền luôn. Em biết hết, em đi quốc cho một anh. Trời ơi. Em thân muốn Hằng mới tiếp xúc với mình mấy ngày thôi mà hầu như là Hằng đã hiểu mình hết khoảng tầm 60% con người của mình luôn. Thì mình cảm nhận được là Hằng rất là tinh tế, mà tinh tế thật sự trong bốn người con gái luôn. Hằng để những tiểu tiết nhỏ, kiểu mình đã đối xử với Châm như nào, rồi cái tiếp người mình thích là như nào, hầu như Hằng biết hết. Mình rất là ấn tượng với Hằng. Và có một chút cảm tình hôm nay mình dành cho Hằng, thật sự là cũng sau cái cuộc nói chuyện đó là mình cũng tiết cảm tình cho Hằng. Kiểu mình rất là thích người con gái tinh tế mà vô tình là Hằng là người như vậy. Bây giờ nè, hồi nãy Châm có nhờ em gì anh nhớ không? Anh có muốn là người thay em làm cái đó không? Thì em sẽ tạo cơ hội cho anh.
sao em có thể ship ăn mặn như vậy nhỉ? Không, em đang tạo em đang hỏi ý kiến anh là anh có muốn làm gì đó không? Ok, nếu mà em muốn được thì anh sẽ... Không, 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 cái này không phải là em muốn. Ok, nếu mà được anh sẽ làm, ok, anh sẽ được, anh sẽ làm. Là em đang tạo câu hỏi cho anh thôi chứ không phải là em muốn, em không muốn bất kỳ một điều gì cả. Ok, ok. Vậy là với vai trò người mai mối, Hằng đã tận tình chỉ cho Long biết những món đồ mà Trâm cần. Và cô nàng cũng đã rất nhiệt tình mang tấm lòng của Long về gửi tận tay Trâm. Trâm ơi! Bây giờ đi chung nhau. Đáng xem, đáng xem. Nè, hồi nãy nói giận chứ hồi nãy tôi đi với anh Long. Xong rồi anh Long có mua cho bà. Nè, nhưng mà anh Long để quên cái này. Anh Long để quên cái này, là anh Long có mua cái này nữa. Xong rồi có gì bà mang lên. Sao bà không mang mà lại kết? Nãy là anh Long gửi tiền. Tôi kể. Anh Long gửi tiền cái này. Rồi, hiểu, có hiểu, gì hiểu. Bà lên đó, bà... Đó, ok, hay là cảm ơn luôn đúng không? Đại khái là vậy. Mà ổn không? Ổn. Chưa làm cái gì hết xinh, nha. Xinh, rất xinh, rất là xinh. Alo, có ai trong không vậy? Đây. Đây. Thì đi ra đây chứ, đi đây gì? Anh làm mới em vô. Em sợ năng thực em hay gì. Ok. Anh quên cái này. Ok. Sao em nghe là anh mua cái bịch đồ kia cho em à? Cái bịch hồi nãy. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Lúc mà mình lên phòng thì mình không hề biết là Trâm đã được nhận những cái món mà mình đã mua cho Trâm rồi. Rồi kiểu... Rồi Trâm lại cho đùng đùng Trâm xuất hiện. Cái Trâm đưa cho mình chai vào bộ đầu. Mình rất là hết hồn. Mình kiểu ủa, đúng là Hằng phải để cho mình đưa cho Trâm chứ sao lại để cho Trâm lên. Để mình cũng bất ngờ. Giờ là... Sao ta? Sao chẳng? Rồi tắm đi. Ok, đi tắm. Ok, bye bye. Ok, đi xuống. Không hiểu, mỗi lần gặp Trâm là cứ bị cái kiểu như vậy. Từ cái ngày đầu tiên, cái lúc đầu tiên mắt chạm mắt với Trâm mà đã bị như vậy rồi. Kiểu nó bị bối rối. Cái kiểu lúc nào nó cũng kiểu trong đó không thể nghĩ được cái gì hết. Kiểu mình cứ lúc nào cũng tập trung mình nhìn vô mắt của Trâm á, mình không có để ý cái gì hết. Mình cứ nói nó đại luôn, nó bừa luôn á.